Bây giờ mình sẽ tiếp tục phần 2 của chương 8 sách Matthew. Ai có phone thì mở phone ra, mà ai có kinh thánh thì khích lệ với ông bà chị em. Người nào chưa có kinh thánh thì cũng nên kiếm một cuốn, bởi vì lời Chúa là quý trọng vô cùng. Để nhắc lại một chút ha, cái chương 8 câu chuyện đầu tiên là Chúa Giêsu chưa bình một người phóng hối hay là một người phung hối, có nghĩa là một người bị phung từ đầu đến chân toàn thân, và Ngài chỉ phán một lời. Dạ, Ngài chỉ phán một lời thì cái người bình phung này đó, từ phung từ trên đầu cho xuống dưới chân sạch ngay lập tức. Điều này chứng tỏ Chúa Giêsu có quyền ở trên bình phung. Mà bình phung ở đây là bình nan y thời bây giờ, có nghĩa là bất kỳ một người nào có bất kỳ một chứng bình nan y nào thì bây giờ phải làm sao? Bác sĩ không chịu được, bệnh viện không chịu được thì mình phải làm sao? Chúa Giêsu, có một vị bác sĩ mà chữa được tất cả các loại bệnh nan y. Quý vị nhớ bệnh phong côi đó là cho đến năm 1940 mấy đó, người ta bắt đầu mới có thể trị được ha. Như vậy là 1400 năm trước là không có một ai trị được cái bệnh côi, bệnh phong hối, mà Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời thì bình phúng từ đầu đến chân được sạch. Amen. Amen. Bây giờ Chúa có thể làm ra bình phúng được không? Được. Nhớ quý vị nhớ là ông Môi-se đó, ông nói nếu mà tôi về giải cứu cái dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, họ nói tôi có quyền năng phép lạ gì, làm sao biết là Chúa gửi tôi? Thì Chúa nói có thể đưa cái tay vào trong áo, ha, áo choàng á, là rút ra là cả bàn tay bị phúng liền. Đó là chỗ làm cho con xe bị phúng đó, ha. Rồi cả bàn tay phúng này, nhiều lúc còn ngón bị cụt nữa không chừng á. Bây giờ làm sao để hết phúng? Bỏ lại cả trong cái áo, rút ra cái sạch sẽ trong vòng tích tắc không? Đó là quyền năng để chữa tất cả các bệnh nan y. Amen. Cho nên khi mà tôi trợn mắt, nghĩa là giăng tay, nghĩa là tắt thở rồi thì tôi làm sao? Không, mình bị bệnh khổ Giêsu. Nếu mà Chúa đồng ý là phút cả là mình tin dậy, sao chỉ cần nửa phút là tôi tin dậy, là bởi vì Ngài có khả năng, quyền năng trên những cái bệnh nan y. Cho nên khi mình đương đầu với bất kỳ người nào, không phải mình đâu, mà người thân, bạn bè, hàng xóm, người ngoài đường, ngoài trong hàng, trong xưởng hay bất kỳ ai, không? Mà họ đã cố gắng bình nan y thì mình làm sao? Được tin Chúa Giêsu, chỉ cần tin Ngài thôi. Thế Ngài không đòi hỏi tiền bạc hay là gà hay là vịt hay là cúng quẩy gì cả, không có. Chúa Giêsu chỉ cần tin thôi. Và Ngài có quyền năng chữa lành. Amen không? Rất là hay, rất là hay. Đó là hy vọng cho tất cả mọi người mà có cái bình nan y. Amen. Dạ rồi, chứ đừng có quên nhé, đừng quên nói có người nói ôi tôi ung thư kỳ cuối là kỳ thứ tư rồi, bây giờ bác sĩ nói tôi hai tuần là chết rồi, ôi mình ngồi mình không phải nói vậy, tôi cũng vậy thôi, tôi chỉ ăn uống gì chết, không phải nói vậy nhé. Có Chúa Giêsu, Ngài là chuyên viên chữa bệnh nan y, phúng côi mà Ngài quýt một cái là tiêu rồi, người chết là quýt một cái sống lại, thế thì có bệnh gì lắm được. Đó nhớ ha, đó là quyền năng trên cái bình, gọi là bình nan y. Rồi bây giờ cái câu chuyện thứ hai trong cái chương 8 đó là cái đức tin của một người thay đổi. Người này là người ngoại, người La Mã, người Roma, nhưng mà quá cái kỳ dân Do Thái, nhưng mà người này lại là yêu kỳ dân Do Thái, và ông còn bỏ tiền ra xây nhà hội nữa. Thì khi mà ông này ông có một người đệ tử thiệt là dễ thương, mà thiệt là tốt, mà ông người đệ tử này đó bình gần chết, bình gần chết, thành thử ông này mới nhờ những cái người trước lão để gặp Chúa Giêsu và xin Chúa đến để chữa lành cho cái người này.
Nhưng mà khi đến gần tới nhà đó, thì ông phải những cái người bạn của ông ra nói với Chúa này: Chúa ơi, tôi không xứng đáng để rước Chúa vào nhà. Có lẽ là ông nghĩ vì tôi là người ngoài nên người Do Thái không được chân vô nhà người ngoài vì sự sợ bị ô uế. Tôi không xứng đáng để rước Chúa vào nhà tôi, và tôi cũng không xứng đáng để mà tới gặp Chúa. Cho nên tôi mới nhờ những người trưởng làng, những người bạn bè có uy tín đó này tới gặp Chúa. Tôi không ra gì, nhưng mà tôi biết một điều, bởi vì tôi là cái người ở dưới thẩm quyền của đế quốc La Mã, cho nên những người lính khoảng 100 lính dưới tay của tôi nói thằng này đứng thì nó đứng, đi thì nó đi, làm thì nó làm, ngưng lại thì nó ngưng lại. Cho nên bây giờ Chúa không cần để trong nhà của tôi, Chúa chỉ phán một lời, lời của Chúa sẽ bay qua không khí và đụng chạm đến người đệ tử của tôi, mặc dù người đệ tử của tôi không nghe, người đệ tử của tôi không nghe, Chúa phán một lời đó không nghe, nhưng lời của Chúa sẽ đi ra và chạm đến nó và nó sẽ được lành. Thì Chúa Giêsu nói: Chà, toàn bộ trong dân Israel chưa thấy ai có đức tin lớn như vậy, kể cả các môn đồ, 12 môn đồ mà đi theo Chúa mấy năm đó, không có. Là bởi vì ông này tin cái gì? Ông tin quyền năng của Chúa vượt qua không gian, thẩm quyền ở trên không gian. Có nghĩa là không gian không cần phải, không còn là vấn đề nữa. Chúa không cần phải tới nhà người đó. Ví dụ bây giờ có một người ở bên Việt Nam đang còn bị bệnh, hay là bên Trung Quốc đang còn bị bệnh, mình thờ bên Mỹ, bây giờ mình nói, mình cầu nguyện này: Xin Chúa phán một lời. Chúa Giêsu còn phán được không? Ngài bây giờ đang còn ngồi trên ngai của Chúa Trời trên thiên đàng đó, làm thầy tế lễ cầu nguyện cho mình mỗi ngày. Chúa xin Chúa phán một lời thì người bà con của con trên Việt Nam sẽ được lành. Mình tin vậy được không? Được. Ông này đó, ông này Chúa không tới nha, xin Chúa phán một lời. Có nghĩa là không gian không còn là cái trở ngại của Chúa. Chúa có mặt khắp mọi nơi cùng một lúc, nghĩa là Chúa là toàn tại. Cho nên ấy, lời của Chúa khi mà phát ra thì nó đi đến tận cùng vũ trụ trong vòng một tích tắc thôi. Cho nên xin Chúa phán một lời thì người thân của con ở bên Úc, người thân của con ở bên Canada, người thân của con bên Việt Nam sẽ được lành. Mình tin vậy đâu quý vị? Đấy, tin thương Chúa khen đó. Chúa khen đó, trong dân Israel chưa ai có được tin như vậy. Chúa chỉ cần phán một cái thì nó sẽ được lành. Đức tin vượt không gian, quá hay luôn, mà cả môn đồ chưa bao giờ chứng kiến. Cả môn đồ đi về cửa về năm chưa bao giờ chứng kiến. Cho nên quý vị phải nhớ cầu nguyện đó, xin Chúa phán một lời thì con cháu con ở Việt Nam sẽ được lành. Mình là mình tin, đừng nghi ngờ. Ok, rồi bây giờ thì cái câu chuyện thứ ba là Chúa chữa lành bà già Phi-rơ và nhiều người khác. Dạ. Kế đó tôi đã bắt đầu đọc câu số 14 nha. Kế đó Chúa Giêsu vào nhà Phi-rơ, thấy bà già ông bị sốt nằm trên giường, Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt lìa khỏi bà, rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài. Bà già của Phi-rơ bị một cơn sốt nặng. Chúa Giêsu vào nhà của Phi-rơ, mấy người nói bà ấy đang còn bị sốt cao, nằm liệt ở trên giường không làm gì được. Chúa tới, Chúa cầm tay bà, Chúa nghiêng người lên và Chúa phán một lời. Chúa phán một lời. Quý vị mở Kinh Thánh và câu Luca đoạn 1 câu 39. Luca đoạn 1 câu 39. Ngài đến
nghiêng mình về phía bà, cua cơn sốt, ha, cua là mắng đó quý vị, cua là tét mắng đó, ha, ngài nghiêng mình về phía bà, cua cơn sốt và sốt lìa khỏi bà lập tức, ha, lìa khỏi bà lập tức, bà trỗi dậy phục vụ mọi người. Đóng lòng quý vị, Chúa Giêsu mà ít nhất có 12 môn đồ rồi, thành 13 người rồi. Nghĩa là bà vừa đang còn nằm liệt chiêu rồi, bây giờ bà còn phát dậy và bà phục vụ tới ít nhất là 13 người. Ha, thì Chúa chữa bệnh bằng cách nào? Phát. Ngài cua cơn sốt. Quý vị có biết Chúa ban thẩm quyền cho những người tin Ngài để cua bệnh tật không? Ha, dạ, Chúa cũng ban thẩm quyền cho những người tin Chúa để cua bệnh, cho nên ấy, khi mà chúng ta bị bệnh Covid thì mình có thể cua bệnh Covid được không? Đúng. Ha, bệnh Covid, ngươi hãy lui ra khỏi thân thể ta. Nhân danh Chúa Giêsu, ngươi ra, lui ra khỏi thân thể ta, được không? Được. Bệnh nhức đâu? Bây giờ mẹ cái bệnh này là đơn giản là nếu mà không có lành thì cũng mình không bị mất mặt lắm. Ha, bệnh nhức đâu? Nhân danh Chúa Giêsu ta, nguyện rùa ngươi, ngươi phải lui ra khỏi thân thể ta, được không? Được. Nghĩa là rây nó. À, vậy mà bởi vì mình nhân danh Chúa Giêsu cho nên cơn sốt phải nghe. À ha, Chúa khiến cho cơn sốt phải nghe để nó phải vâng lệnh. Khi mà mình nhân danh Chúa khiến trách nó, cho nên Chúa tới tầm tay của bà Gia-ri-ra và khiến trách, rebuke, ha, khiến trách cái cơn sốt. Chúa, à, mình nghĩ là Chúa có tức cười không? Cơn sốt làm sao biết nghe mà Chúa khiến trách? Ít ra phải có cái lỗ tai để nghe mới khiến trách được chứ, đúng không? À, vậy mà Chúa khiến trách là nó phải ra. Cái đó gọi là cái gì quý vị? Quyền năng ở trong lời của Chúa. Ha, dạ, Chúa bán cho mình danh của Chúa. Danh của Chúa là đầy danh quyền năng nha. Trên trời dưới đất phải quỳ Chúa nha. Đó, cho nên đó, khi mà nói nhân danh Chúa Giêsu Christ ta khiến trách cơ cơn sốt này mới ra khỏi, ha, thân thể của ta, nó còn vâng lên đó. Vâng lên, miễn là mình cứ tiếp tục tin, đừng có nghi ngờ. Ha, thì nó phải ra. Rồi, đó là rồi bây giờ trở lại á, à, Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 16. Đến tối người các em đến cùng Ngài, nhiều người bị quỷ ám. Cái này mới rắc rối này, cái này gọi là mình nan y đó quý vị. Có ông bác sĩ nào chữa mình quỷ ám được không? Trên thế giới này có bác sĩ y khoa nào giỏi nhất thế giới có thể chữa cái bệnh quỷ ám không? Không, một con quỷ nhỏ nhỏ cũng chịu cho được nổi 2000 con quỷ. Rồi, quỷ ám, Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra khỏi và chữa lành mọi người bệnh tật. Ha, tất cả, không có một ai ngoài lệ. Bây giờ nhớ này, lần này của đuổi quỷ thì Chúa làm sao? Chúa dùng lời để đuổi, Chúa phán, Chúa chứng minh, Chúa dùng lời. Hay không? Cho nên quý vị đừng coi thường lời của Chúa nha. Mình phải dùng lời của Chúa để mà mình khiển trách, mình đuổi quỷ, mình chữa lành, mình khống chế và mình tiêu diệt kẻ thù của mình. Phải dùng lời của Chúa. Ngay cả Đức Thánh Linh cũng phải dùng lời của Chúa để mà thay đổi tình thế, để mà làm mọi sự. Vì cái này là gương của Đức Thánh Linh đó quý vị. Thành từ khi mình nắm lời Chúa đó, mình cầu nguyện mạnh mẽ vô cùng. Ha, mình biết mình có thẩm quyền, mình biết Chúa nói gì và ý Chúa muốn nói gì, và mình cứ nắm vào đó mà cầu nguyện thì là hết say luôn, ha, hết say luôn. Cho nên đừng có nói thương lời Chúa phán. Ha, nói lên ma quỷ là ma quỷ phải lui ra. Đó, người Chúa phán của bình tân thì bình tân phải lui ra. Vậy thôi, lời Chúa của cái bình phúc phải lui ra. Vậy thôi, không có gì hết.
thành ra điều này là điều rất quan trọng để chúng ta hiểu. Ok, đó là như vậy. Ngài có quyền năng ở trên bình tật, kể cả bình nan y, và Ngài có quyền năng ở trên cái linh giới, trên ma quỷ. Ma quỷ thiên sứ Ngài có quyền trên hết, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời tối cao. Ngài nắm quyền tối cao. Thành thử khi mà Ngài phá luân lơ, dù mình không thấy gì, nhưng mà ma quỷ đó là nó nghe hết đấy. Thành thử khi mình nói nhân danh Chúa Giêsu Christ, là có nghĩa là con nào cũng là hai đầu gối, nghĩa là như này, nghĩa là đứng không nổi. Khi mà nghe nhân danh Chúa Giêsu Christ, vì mọi đầu gối đến rơi giữa đất phải quỳ xuống đó. Mình ở đấy là con người mình coi thương danh của Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, thiên sứ thì không dám, nhưng người ở trên trời không dám, ma quỷ không dám. Khi nghe đến danh Giêsu, bởi vì Ngài hiện tại là Ngài đang còn ngồi ở trên ngai của Đức Chúa Trời thiên đàng, và mọi tạo vật trên thiên đàng phải thờ phượng Ngài hiện tại bây giờ. Sau khi Ngài thăng thiên thì Ngài ngự với đường Đức Chúa Trời, có nghĩa là ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời. Để tôi sẽ giải thích thêm trong cái buổi chiều hôm nay á. Nhưng mà cho nên khi nghe những nhân danh Chúa Giêsu, mà những người nào mà được quyền ha, mình trọng Chúa, mình không phục Chúa, thì giờ mình nhân danh Chúa cả ngàn lần cũng chịu, không làm gì được. Mình không tin Chúa thì mình nhân danh cả ngàn lần đó cũng được. Nhưng mình đầu phục Chúa, mình tin Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Christ, thì có những quy to quy nhỏ gì cũng nghĩa là đứng không nổi ra. Vậy thôi quý vị, mình đâu cần cầu mình dài dòng đâu. Nhân danh Chúa Giêsu Christ ra, được không? Đó là câu mình thẩm quyền, nhưng mình biết rồi. Còn nếu mình không biết, mình đâu có dám nói, được không? Nhưng mà mình biết rồi thì tập công mình ngắn gọn như vậy không? Nhân danh Chúa Giêsu Christ, cơn sốt này ra, bệnh ho này chấm dứt, đau cổ này dừng lại, được không? Được. Nhưng mà quý vị đừng có nản lòng là khi bởi nhân danh đuổi ra rồi, hai tiếng đồng hồ nó chưa ra, đừng có nghi ngờ nhé. Bởi vì Chúa nói là nó phải vững định cả con. Nếu cả con có đức tin ha, thì mọi chuyện đều được. Nhưng mà Chúa không có hứa là lúc nào cũng được. Quý vị có nhớ điều đó không? Chúa không nói là trong vòng 3 giây là sẽ nhức đầu. Chúa không nói như vậy. Khi thì Chúa làm liền ngay lập tức, xin là xong ha. Nhưng mà giống như tôi bổ cái đầu này 2 ngày thôi ha. Xin Chúa cháu đừng quá sức, con đau quá ha. Vâng, xin Chúa phá được lời, nhưng mà sao hơn 2 ngày Chúa mới phá nữa. Nhưng mà lúc đó cái quan trọng là đừng có nản lòng. Mà sau 2 ngày quý vị biết tôi được cái gì không? Chúa nói các con chịu hoàn nạn vì ta ha, tôi bị nhức đầu ha, nhưng mà tôi tiếp tục tin cậy Chúa và tôi không nghi ngờ. Chúa thương cho tôi rất nhiều, mà cái vấn đề nhức đầu hay nhức đầu là chuyện nhỏ, nhưng cái vấn đề Chúa nói thăng lên tin ta ha, ta sẽ thương cho nó, cái đó vẫn quan trọng. Thành thử bây giờ chịu thêm 2 ngày nhức đầu cũng không bị lỗi với mình. 2 ngày nhức đầu là Chúa thương gấp 10 lần đó, Chúa thương gấp 100 lần đó, à phải không? Nhưng mà đừng có nghi ngờ, chứ không đức tin ha, thì lời Chúa chắc chắn là thành. Amen không? Đừng có nghi ngờ là thua, nghi ngờ là giống như là sụp vào đất xuống nước liền, là nghi ngờ là ma quỷ nóng sợ mình nữa, mà nghi ngờ là mình không thể cai trị được bệnh tật nữa, nghi ngờ là mình không thể cai trị được thiên nhiên nữa. Phải giữ vững cái đức tin. Amen. Cho nên cái này rất quan trọng khi gặp sóng gió. Ai cũng tin Chúa và yêu Chúa nhiều hơn thế trong cái lúc bình thường. Nhưng mà khi đến gặp hoàn nạn và sóng gió mà vẫn tiếp tục yêu Chúa hơn hết, vẫn tiếp tục tin cậy Chúa không nghi ngờ, cái đó mới nhận phần thưởng lớn ha. Còn nếu không là mình cũng giống như người ta thôi. Amen. Dạ, nhưng mà mình đừng rồi bây giờ tiếp tục. Bây giờ đó là vấn đề chữa lành bài giá phía rơ với nhiều người ha. Khi mà cả thành tập trung tới bao nhiêu là bệnh quỷ ám, bệnh này bệnh nọ, bệnh đủ thứ, chữa lành tất cả không chữa một ai, dùng lời của Ngài để phán. Rồi bây giờ đến cái phần mà dẹp cơn bão biển, tôi bỏ qua cái phần mà điều kiện theo Chúa
Cái điều tiếp theo chúng ta này nói ngắn là từ câu 18 à. Có người nói như thế này: thưa thầy, con muốn theo thầy, thầy đi đâu con đi đó. Lúc này là Chúa Jesus lên Jerusalem, sắp sửa lên thập tự giá, sắp sửa đi chịu chết mà. Ông này không biết là có biết vậy hay không. Thế đó, thưa thầy, cho con theo thầy, thầy đi đâu con theo đó, thầy lên thập tự giá con có theo được không? Ông này ông vô tri, ông đâu biết đâu. Chúa sắp sửa lên thập tự giá rồi, thầy đi đâu con theo đó. Rồi sau đó ông này đi xuống dưới âm phủ, ông có theo được không? Rồi sau đó ông này thăng thiên lên trên trời, ông có theo được không? Ông này là tinh thần thôi, cho con nói nhưng mà không làm được đâu. Thì Chúa nói, con cáo có hám, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Những cái chuyện mà ta sắp sửa tại quá đây đó, con không có biết gì là. Thành ra đừng có thấy bây giờ có nhiều người theo ta đây rồi, thích những cái vinh quang rồi này nọ mà chạy theo, nhưng mà chúng ta lên thập tự giá coi thật sự đứng nổi không đó. Rồi có một người khác nói: lạy Chúa, xin cho phép con về chốn tất cha con trước đã, nhưng Đức Chúa Giêsu đã hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Quý vị biết đấy, khi mà vào trong những cái hoàn cảnh khó khăn, sống chết tới nơi, lên Jerusalem nó bắt một người, Chúa là mọi người dọn chạy hết, sống chết tới nơi, và nguy hiểm tới nơi, chết chóc tới nơi, mà lúc đó đi theo Chúa đó không phải cứ khơi mà theo được đâu, phải không? Phải quý vị? Lúc đó là phải cần quyết tâm cao độ. Mình ở đây mình theo Chúa là quá dễ dàng, chứ có ai tới bắt nạt hay chỉ thấy bỏ tù cả. Nhưng mà những cái người mà mới tin Chúa mà hồi công vụ đó là nhiều người bị bắt, bị đánh đòn, bị mất việc, bị giết, bị đánh vô tù ha. Nhiều người bị chém đầu, đâu phải dễ đâu. Lúc đó là theo Chúa phải có một quyết tâm cao độ, vì là chết cũng sợ thì mới đứng vững nha. Mình ở đây là đang còn ở trong cái thời kỳ ân điển, quá là sung sướng, quá là nhẹ nhàng quá. Ai cũng theo Chúa và người cũng chạy được lên thiên đàng ngon lên. Cái đó là ân điển. Nhưng mà có những người phải đi qua những cái thời kỳ rất là đặc biệt. Thì trong những cái thời điểm đó cần phải có một quyết tâm cao độ. Nghĩa là Chúa là trên hết. Bây giờ không thể nào Chúa đi lên thông tử giá mình nói Chúa chờ để con về làm buổi tiệc chia tay đã. Rồi chúng ta đi tiếp, nó có được. Đại khái như vậy. Nhưng kẻ chết, những kẻ vô tín, Chúa không, những cái đối tượng Chúa không cứu. Chúa chỉ quan tâm đến cái đối tượng mà Chúa đã chọn từ thuở đời đời. Amen không? Amen không? Đó, thành ra có những cái lúc tình cảnh đặc biệt chúng ta phải có quyết tâm cao độ mới có thể đi theo Chúa được. Rồi, thì cầu nguyện, tôi không có cầu nguyện để cho cái thời điểm nó đến. Tôi muốn là tôi sống đến như thế nào nhẹ nhàng trong ân điển của Chúa để lúc tôi gặp Chúa luôn. Nhưng mà nếu điều đó xảy ra thì quý vị đừng có quên rằng Chúa có phần thưởng cho những người theo Chúa trong lúc hoạn nạn. Người nào mà hoạn nạn mà vẫn theo Chúa, Chúa nói phần thưởng của người đó ở trên trời là lớn lắm quý vị. Ở phần thưởng người đó trên trời là lớn lắm. Thành thử nếu mà theo Chúa gặp hoạn nạn, đừng có phàn nàn, nếu phàn nàn là có mục tiêu đừng có bỏ, đừng có thổi luôn mục tiêu. Rồi bây giờ câu chuyện kế tiếp là dạng cơn bão biển. Các môn đồ đi với Chúa ra giữa biển, trời tối nha, mà đi ra giữa biển. Có quý vị nào ở đây mà có ai đi ra giữa biển mà trời tối chưa? Chưa hả? Ở trên biển mà nó tối kinh hoàng lắm quý vị. Tối nghĩa là ở đây đó nghĩa là hoặc là một thứ thôi là không thấy gì hết. Bây giờ bão, gió bão nổi lên, trong thuyền có 13 người, 12 đệ tử của Chúa Giêsu, và bây giờ mấy ông chống chọi một hồi và cuối cùng sóng nó mạnh quá, gió nó mạnh quá, nước nó ập vô trong thuyền, sóng thuyền gần đầy nước. Thuyền gần đây nữa quý vị, có nghĩa là sắp chết chim này, cả đã mà sắp chết chim này. Không biết họ không biết là
thầy của mình là bình thường thì ngót lên chùa mình đôi quỳ là ngót lên giảng dạy ngót lên đó. Nhưng mà bây giờ tin cái này này ha, thầy của mình có làm được trò trống gì không này, bây giờ ai cũng không tin, ai cũng sợ cả. Bởi vì sao họ sợ? Bởi vì họ nói rằng là chùa bỏ tay ha, họ còn tới họ còn rây chùa được quý vị. Thầy, thầy không biết chúng ta sắp chết sao ha, giờ này còn ngủ, thầy thầy không biết chúng ta sắp chết sao? Bởi vì chúa của họ lúc đó nó quá nhỏ bé đối với cái gì, cái sóng biển sắp chết chìm rồi, chúa làm được gì nữa? Nhưng mà chúa tỉnh dậy ha, chúa ngồi dậy và chúa đứng dậy và chúa nói với sóng của gió, hãy im đi và hãy lặng đi. Chúa giống như là mình cứ tưởng tượng nếu mà người ngoài nghe giống như là chúa điên ha, nói với sóng của gió giống như nói có người có lỗ tai ha, làm sao mà nghe được? Mà chúa lại nói với sóng của gió, ô vậy mà nó im lặng ha, nó còn sống vô dư vô sống trên trái tim rồi, từ đầu mọi chuyện nó im như tờ ha. Chúa chỉ nói không, hãy im đi, hãy lặng đi, nói về gió và sóng như vậy từ đầu lặng bắt như tờ, hay không? Các môn đồ phản ứng thế nào? Họ quỳ xuống thờ phượng Chúa. Người này là ai? Người này là ai? Họ ở với Chúa không biết bao lâu, có thể là 6 tháng, có thể một năm hơn. Và bây giờ họ còn người này là ai? Ông Giê-xu này là ai? Đó có ai biết đâu. Không phải ăn với Chúa, ở với Chúa, ngủ với Chúa là việc Chúa biết Chúa đâu. Có. Cho nên có nhiều người bỏ Chúa, thôi Chúa, giết Chúa là vì vậy. Không phải ăn với Chúa, ở với Chúa là việc Chúa là biết Chúa đâu. Không. Khi nào Chúa bày tỏ cho mới biết. Thế còn nếu mà không bày tỏ thì không biết. À, nhưng mà người nào yêu mến ta thì ta mới bày tỏ chính ta cho người ấy à, rồi ta mới bày tỏ cha cho người ấy và chúng ta đến và ở trong người ấy. Nhưng mà thật yêu mến nè à, thì khơi khơi thì không biết đâu, không phải đi vô nhà thờ là biết Chúa đâu. Không, yêu mến Chúa kia là biết Chúa. À vậy đâu, mấy ông này đi với Chúa không biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ người này là ai? Hỏi nhau cả 12 ông, ông Giê-xu này là ai? Ai mà có quyền ra lệnh cho sóng gió mà sóng gió phải im vậy? Ai? Họ không thể hiểu được rằng Chúa có quyền năng ở trên thiên nhiên. Chúa tạo nên mùa năm ha, Chúa thay đổi làm ra thì giờ, thay đổi thì tiết ha, chỗ nào nắng, chỗ nào mưa, chỗ nào sống, chỗ nào chết, chỗ nào biển động, chỗ nào sóng to, chỗ nào thanh bình, Chúa có quyền hết tất cả. Mà họ đâu có biết đâu. Đến cái lúc đó Chúa chọn để bày tỏ cho họ đó, họ mới biết là Chúa của mình quá vĩ đại đến thế. Cho nên ai rồi? Người này là ai? Chúa Giê-xu này là ai? Quý vị thấy không? Đi với Chúa nhưng mà không có nghĩa là biết Chúa. Ha. Nhưng mà Chúa chọn cái thời điểm đó để bày tỏ cho các môn đồ của Ngài, Ngài có quyền ở trên thiên nhiên. Ha. Cho nên khi trời còn mưa mà nói xin Chúa phán một lời để cơn mưa này ngừng lại, Chúa phán một lời cơn mưa có ngừng không? Ngừng, miệng là Ngài phán, đúng không? Cơn bão nó còn nổi lên như vậy, bây giờ nói xin Chúa phán một lời cơn bão này dừng lại, cơn bão có dừng không? Dừng. Sao? Dạ, miệng là cái lời cầu nguyện của mình Chúa nghe ha, mình phải sống với Chúa, yêu mến Chúa thì Chúa nghe mình không? Từ hết từ bỏ nhà đá, cái thứ hai là vâng lời Chúa, Chúa dạy đừng có ăn cướp thì đừng có ăn cướp, và Chúa dạy yêu người thì yêu người, Chúa dạy tha thứ thì tha thứ, mình đừng có chống lại Chúa ha. Thì khi mình cầu nguyện đó Chúa nghe, amen không? Cho nên cái người đi với Chúa, cái lời cầu nguyện của họ là có thể thay đổi cả một phần mình của một cuộc đời, hay là cả một dân tộc, hay là cả một cái dòng dõi. Rất hay cái lời cầu nguyện của người đi theo Chúa đó, rất là quý năng quý vị. Cho nên quý vị muốn trở thành một người hữu ích cho vương quốc của Chúa, cho hội thánh của Chúa, cho gia đình, cho cộng đồng, cho thế giới, làm sao mà lời cầu nguyện của mình Chúa nghe. Mà cái này không cần phải sức mạnh, cái này bà già 80 tuổi làm cũng được.
86, 89 chục tuổi làm cũng được, mà đứa con nít mới đẻ ra làm cũng được. Miễn là biết cái bí quyết yêu mến Chúa và bắt đầu bằng lời của Chúa. Nếu không có cái này quý vị không biết Chúa đâu. Nếu không có cái này quý vị không biết Chúa đâu. Nên cái này rất quan trọng. Okay, ha. Như vậy, qua cái câu chuyện bảo này nói rằng Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Ngài có quyền ở trên thiên nhiên. Mọi nơi trên thiên nhiên. Giống bão tố, mùa màng gió. Tất cả cái gì? Bây giờ trời nó còn hạn hán, mọi người chết đó vì hoa màu không ra. Xin Chúa phá ngược lời để làm cho mưa xuống, có được không? Được. Miễn là cái lời cầu nguyện của mình Chúa nhận lời. Thế Chúa có quyền đến thiên nhiên mà. Amen. Rồi thì câu chuyện cuối cùng ở đây là hai người bị quỷ ám. Trong này có hai người bị quỷ ám mà xiềng xích đó quý vị, họ xích lại bằng xiềng bằng sắt đây, mà họ nó bẻ gãy như thường. Nghĩa là có hai người này bị quỷ ám mà theo kinh thánh thì ước tính có khoảng 5.000 con quỷ. Ha. Bởi vì khi mà Chúa Giêsu hỏi con quỷ đó hỏi, ngươi là ai, thì nó trả lời chúng tôi là một quân đoàn vì chúng tôi quá đông. Nó còn giải thích cho Chúa nữa chứ, nó tự Chúa không biết. Nhưng mà Chúa hỏi ngươi là ai để cho chúng ta biết được cái chuyện gì nó còn xảy ra mà mắt thường thường mình không thấy. Chắc con Chúa thì biết rồi, nhưng mà để Chúa dạy cho mình thôi. Chúa hỏi ngươi là ai. Chúng tôi là một quân đoàn, của quân đoàn thời bấy giờ đó, của Roma đó, ha, là khoảng 5-6.000 lính. Có nghĩa là khoảng 5-6.000 con quỷ đó ở trong cái người đó, hai người đó, cho nó phải ít đâu. Nhưng mà dù cả một quân đoàn quỷ, nó cũng phải quỳ xuống, ha, và van xin Chúa Giêsu đừng đuổi nó đi ra khỏi vùng đó. Tại sao vậy? Cái vùng đó là dân ngoài nuôi heo mà nó thờ phượng ma quỷ. Thành thử tại sao phải đi ra khỏi chỗ đó? Hả? Có người thờ phượng phục vụ cho mình mỗi ngày, tại sao mình ra khỏi? Đúng không quý vị? Dạ, cái chỗ này ngon lên hả? Ăn ngon mặc đẹp, ai cũng thờ phượng mình, nghĩa là phục vụ cho mình mỗi ngày. Mà cả là cái đám đông làm như vậy, tại sao mình ra khỏi? Rồi xin Chúa, đừng có đuổi tôi ra khỏi vùng đây. cho nhập vào mấy con heo cũng được, ha, cho nhập vào mấy con heo cũng được. Chúa thì biết rồi, nó nhập một con heo là khó chịu lên, nó nhảy xuống biển hết, nó nóng lên cả là nó nhảy xuống biển hết, nghĩa là tất cả mấy con quỷ đó phải xuống dưới biển năm, không làm được gì nữa, không, 5.000 con, mấy người, dạ, quý vị nhớ này, 5.000 con quỷ. Chúa chỉ cần nói một lời thôi, go là đi ra khỏi cái người hai người đó. Chúa nói go, một lời thôi. Chúa Giêsu chỉ phán một lời, cả một quân đoàn quỷ ở trong hai người đàn ông đó phải ra khỏi, chui vào trong bầy heo và bầy heo chìm xuống biển và nói xuống biển luôn. Thế là những người chăn heo chứng kiến như vậy. Thấy hai người này bây giờ tỉnh táo, mặc áo quần ngon lành đi theo Chúa Giêsu, cả một cuộc đấu chiến đấu, nghĩa là một cuộc chiến tranh về linh giới, trong linh giới, ha, đấu nhau một cách kịch liệt, và những người chăn heo này thấy được như vậy. Hồi xưa giờ mình chỉ thờ phượng ma quỷ thần tượng gì đâu đó, bây giờ có một người lại đuổi cái đám này đi, không biết ông này là ai. Thế chắc tối nay chắc về nó chắc những con quỷ này nó cắt cổ mình quá, ha, như là con cháu của mình đó giống cho nó hết rồi, ha, ai cũng là giống cho quỷ hết rồi, thì bây giờ ai cũng là người của nó hết rồi, bây giờ tất cả cái vùng đó làm ăn lên rồi là do mấy con quỷ nó đã bảo kê, bây giờ còn ông tới phá làm sao? Xin Chúa thôi, ôi cái này ghê quá, xin Chúa đi lẹ đi ra khỏi cái vùng này, ha. Chứ nếu không chúng tôi gặp rắc rối đó, nếu không chúng tôi gặp rắc rối đó. Họ tin Chúa, bởi vì sao biết không? Chúa chưa có mở mắt cho họ chưa có cần,
mặc dù Ngài có quyền để giải cứu họ trong cái vấn đề mà cái kênh kẻ thuộc linh về cái quyền khống chế. Ngài có quyền giải phóng họ ra khỏi quyền khống chế của quyền lực tối tăm, nhưng mà họ không nhận biết Ngài và họ không tin Ngài, họ chối bỏ Ngài và mời Ngài một cách lịch sự đi cần sự không tốt. Nhưng mà câu chuyện này để nói lên hai phần, một cái là cái người mù loà tâm linh ha, và một cái là Chúa Ngài có quyền năng ở trên cái vương quốc tối tăm ha. Dù ma quỷ nó cai trị cái thế gian phố biển này, nhưng mà Chúa luôn luôn ở trên đó cái gì đó. Thành thử để muốn giải phóng đời sống của mình khỏi quyền lực tối tăm một cách tuyệt đối thì mình phải đến với Chúa, bởi vì Ngài có cái thẩm quyền và quyền năng ở trên quyền lực tối tăm. Amen không? Amen. Rồi bây giờ chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cái chương này Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta quyền năng của Chúa là quyền năng vô hạn, quyền năng tuyệt đối, quyền năng không có một cái điều gì mà không thể cho Ngài. Thành ra khích lệ là qua đây xin Chúa cho chúng ta mở cái cặp mắt tâm linh của chúng ta ra để chúng ta nhìn biết Chúa quý như thế nào ha, và để chúng ta đến tìm kiếm Chúa mỗi ngày, để rồi Chúa dẫn dắt cho chúng ta đi đúng đường, làm đúng việc, làm đúng thời điểm và được thành công không những đời này nhưng mà cả đời về sau. Amen. Amen. Rồi tôi xin phép cầu nguyện kết thúc ở chỗ này. Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Cha vì Ngài mở mắt thuộc linh cho hội thánh của Ngài. Những người nào đang còn mù quáng hay là không nhìn rõ được quyền năng siêu việt, quyền năng vô đối, quyền năng ở trên những bình nan y, quyền năng ở trên tất cả các bình tật, quyền năng ở trên thiên nhiên, quyền năng ở trên không gian và thời gian, quyền năng ở trên quyền lực tối tăm, thì xin Cha giờ đây Ngài mở mắt thuộc linh cho chúng con để rồi chúng con nhìn thấy Chúa là quý trọng chừng nào và nhân cái Chúa là quý hơn hết, là điều quý hơn hết cho đời sống của chúng con, để rồi chúng con đồng hành với Ngài và chúng con được Ngài giúp đỡ, ban ơn, bảo vệ, che chở, giải cứu, chữa lành và tất cả những điều chúng con cần, Ngài là đứng sẽ giúp đỡ chúng con. Ôi hallelujah, hallelujah, con tạ ơn Cha và chúng con hiện tại cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.